Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cầu Vồng Review của mình. Trước khi đến với bộ truyện siêu bánh cuốn ngày hôm nay, các bạn đừng quên ủng hộ mình một like và một subscribe nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Giờ mình cùng vào chuyện luôn nào. Sáng sớm hôm sau, tại buổi học quân sự, cô vừa chạy vừa hét, hu hu sắp đai rồi. Vì cuộc thi mà giáo quan bắt bọn mình mới sáng đã phải chạy 2 vòng. Mẹ ơi, con sai rồi, con không nên đi học, con nên nằm ở nhà. Ánh mắt cô chăm chú đăm chiêu sầu không còn gì sầu hơn. Cô nhìn về đôi chân dài của bạn nữ phía trước rồi cảm thán, ôi chân dài quá, nếu như mình cũng có chân dài như vậy có phải sẽ không cần chạy đếm ngược nữa. Nhưng bạn nữ chân dài ấy lại về đích cuối cùng vô cùng mệt mỏi. Cả người bạn ấy lắc lư nghiêng ngả làm cho cô nghi vấn, ôi chân dài như vậy mà còn chẳng vượt qua mình, bạn học cậu đang làm gì vậy? Niệm Niệm vô cùng mệt lã người cô như kiệt sức, cô lấy tay lau mồ hôi trên trán vẻ mặt mệt mỏi và căng thẳng. Sự mệt mỏi hiện rõ trong từng cử động của cô khi cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô bạn bên cạnh càng mệt mỏi hơn. Tưởng như có thể hỏm tới nơi, khuôn mặt cô bạn nhợt nhạt thở dốc, sự căng thẳng và kiệt sức hiện rõ trên từng đường nét. Tiếng giáo quan thông báo, Ngô Niệm Niệm xếp thứ 2, Dương Tiểu Tinh xếp chót. Giáo quan nghiêm nghị nói, sau này tôi sẽ chú ý đến các em nhiều hơn. Nghe vậy họ thốt không ra lời nữa, cảm ơn giáo quan. Tiểu Tinh thì thầm oán trách, lời lẽ của cô bạn đầy sự bất mãn và thất vọng, từng từ đều thể hiện rõ nỗi bực bội và cảm giác không công bằng. Tiểu Tinh cố gắng giữ âm thanh nhỏ nhẹ để không gây thêm rắc rối, thật là phiền phức mà, ngày mai hay là giả vờ ngất đi. Đôi mắt Tiểu Tinh mở to lấp lánh ánh nhìn tỏa ra sự rực rỡ, những tia sáng trong đôi mắt như phản chiếu một thế giới đầy cảm xúc và sự kỳ diệu. Niệm Niệm ngắm nhìn cửa sổ tâm hồn ấy, không ngừng cảm thán, ánh mắt của cô tràn đầy sự ngưỡng mộ thốt lên, mắt đẹp quá. Tiếng bước chân bịch bịch vang lên làm mọi người chú ý, âm thanh dồn dập và rõ ràng, thu hút ánh nhìn của mọi người tạo ra sự chú ý, khiến không khí xung quanh trở nên hồi hộp và căng thẳng hơn. Vân Khởi và Lâm Tu vội vã bước đến, động tác của họ đầy gấp gáp và quyết đoán, khiến mọi người xung quanh cảm nhận được sự khẩn trương, báo cáo. Thế nhưng họ chưa kịp nói đã nhận được sự phê bình nghiêm khắc từ giáo quan, cả hai hóa đá tại chỗ, sự ngỡ ngàng và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt họ, không thể phản ứng hay di chuyển, như bị đông cứng bởi sự chỉ trích bất ngờ và nghiêm khắc, đến muộn mỗi người chống đẩy 40 cái. Lâm Tu giơ tay có ý kiến, báo cáo giáo quan em không khỏe lắm, chống đẩy không được. Vân Khởi ở bên nhắc nhở, này đừng hòng lười biếng, tưởng được bỏ qua thế mà giáo quan lại đưa ra kế sách quái âm trêu ngươi. Được rồi, vậy thì Vân Khởi em bám vào người Lâm Tu. Cả hai người đều sững sờ khi nhận hình phạt dở khóc dở cười, nét mặt họ đầy sự ngạc nhiên và bối rối, cảm xúc lẫn lộn không tin lời giáo quan nói mông lung như một trò đùa. Cô cũng không kém phần ngạc nhiên thốt lên, bám vào người ư, còn Tiểu Tinh chỉ để tâm một vấn đề duy nhất, sao còn chưa cho chúng ta về đội nữa? Vân Khởi nhảy dựng lên phản ứng kịch liệt, không chịu chấp nhận hình phạt, sự tức giận và bất mãn hiện rõ trong từng cử động của anh, gương mặt anh đầy vẻ quyết liệt không cam lòng thể hiện rõ sự phản kháng. Không đừng mà, đánh chết em cũng sẽ không chống đẩy với tên này. Thế là Lâm Tu đành phải nói lại, báo cáo em cảm giác tự mình làm được rồi ạ. Giáo quan nhắc nhở thêm, còn ồn ào nữa thì vừa bám vừa làm 80 cái. Nghe vậy hai người rén ngang miễn cưỡng chấp hành, ánh mắt đầy lo lắng, từng cử động của họ đều mang theo sự e dè và run rẩy, cố gắng tuân theo chỉ thị dù không muốn. Tuân lệnh ạ, giáo quan thiếu kiên nhẫn lên tiếng, tôi nói hai em mà là muốn giữ tư thế này đến ngày mai sao? Vân Khởi và Lâm Tu luôn giữ khoảng cách nhất định mãi không chịu chống đẩy. Nội tâm khóc thét, hoàn toàn không muốn ấn xuống, tuyệt đối đừng ấn xuống. Niệm Niệm trào dâng máu hủ trong người, cái này miễn phí cũng xem được sao? Tiểu Tinh hài lòng mãn nguyện, được nằm nghỉ ngơi thật tốt. Bỗng nhiên Lâm Tu lên tiếng, báo cáo giáo quan chờ một chút. Anh cảm thấy ớn lạnh buồn nôn, lấy mũ che mặt mình lại, sau đó mới nhẹ lòng mà rằng, có thể bắt đầu rồi. Thấy Vân Khởi lấy mũ mình chồng thêm một lớp nữa, trái tim thiếu nữ Niệm Niệm phản đối kịch liệt nhảy dựng lên, không không, cô không cam lòng. Nhanh quá đi, căn bản không nhìn rõ. Tiểu Tinh cố gắng tận hưởng giây phút hiếm hoi, gió mát quá, còn giáo quan thì rất hài lòng, không sai là một hạt giống tốt. Hai thanh niên ấn lạnh ngang tự nhủ, tuyệt đối sau này sẽ không đến muộn nữa. Tiếng hô vang lên ấn thấp xuống nữa, giáo quan đang huấn luyện Tiểu Tinh và Niệm Niệm ở sau chỉ huy, đến vạch phía trước mới được dừng lại. Sau đó đến bài tập chai nước trên đầu đứng vững, Tiểu Tinh sắp mất thăng bằng, chai nước không được rồi, giáo quan đứng bên cạnh quan sát tiếp lời, kiên trì thêm 5 phút. Tiểu Tinh đã mất sức không nắm nổi chân Niệm Niệm nữa. Dù giáo quan la hét inh ỏi bò dậy tiếp tục, Dương Tiểu Tinh nhanh tỉnh táo cho tôi. Sau đó thầy ra lệnh chạy thêm 3 lần rồi nghỉ, hai người nói không ra hơi tuân lệnh, Vân Khởi ngồi ăn cây kem mà chật lưỡi, giáo quan nghiêm quá đi, Niệm Niệm bọn họ chịu nổi không? Bỗng nhiên Lâm Tu tiến đến phân trần, thực ra giáo quan rất quan tâm bọn họ, lần nào huấn luyện cũng trong bóng râm, số lần nghỉ cũng rất nhiều. Vân Khởi mỉm cười tươi, ồ thì ra là vậy. Hai người đối mắt nhìn nhau trong căng thẳng. Họ bay ra không ngừng phán xét nhau, tên này còn chủ động bắt chuyện với mình. Còn ăn kem giống mình không phải thích mình đấy chứ, đáng sợ quá đi mất, không nhìn rõ là cậu ta, tự nhiên không muốn ăn cây kem này nữa. Sau khi huấn luyện xong giáo quan rời đi, các em nghỉ đi, tôi đi xem những người khác. Hai cô gái mệt xỉu thở dài, giáo quan cứ việc đi thong thả.
Một âm thanh vang lên làm Niệm Niệm đang uống nước ngỡ ngàng. Này Ngô Niệm Niệm, tiểu tinh mệt mỏi đến mức dường như không còn chút sức lực nào, cất giọng yếu ớt thì thầm thể hiện rõ sự kiệt quệ của bản thân. Sao lần trước cậu lại ngất vậy dạy tớ với, cứ tiếp tục như thế này tớ toi mạng đi gặp ông bà mất. Nghe xong mà cô sốc đến mức phụt cả nước ra ngoài. Cô dốc toàn bộ sức lực để trình bày cặn kẽ, lần trước tớ không phải cố ý đâu, cái bụng đói mà chạy 5 vòng không gục mới lạ. Khi nghe đến đây, tiểu tinh đột nhiên cảm thấy như có một luồng sáng lóe lên trong đầu, mang theo một ý tưởng sáng tạo và đột phá, những suy nghĩ mới mẻ bắt đầu hình thành, mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Ô, cách hay đấy, hôm nay tớ sẽ không ăn nữa. Niệm Niệm ra sức ngăn cản cô bạn, Dương tiểu tinh cậu đừng có lấy mạng ra mà đùa giỡn chứ. Bỗng nhiên có 3 thanh niên tán gẫu xì xào, hàng thứ 2 lớp bên cạnh có một cô em cực kỳ xinh đẹp, các cậu nhìn thấy chưa, cái người vòng một khủng đấy. Hai người lập tức im lặng ngồi thẳng dậy. Tiếng bước chân bịch bịch hòa cùng giọng cười sảng khoái của họ, đồ háo sắc ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào người khác sao, không phải cậu cũng vậy sao? Niệm Niệm và tiểu tinh đứng hình câm nín. Đám nam sinh khoác vai nhau bước đi, không ngừng trao đổi và bàn luận sôi nổi. Soi xét cô em tóc vàng vừa nãy đen thật, mọi người có thấy không, đen thành như vậy mà còn thắt bím tóc quê một cục. Nghe xong cô liền cắn chặt môi, khuôn mặt hiện rõ vẻ nhăn nhó, sự tức giận bộc lộ qua từng biểu cảm, đôi mắt long lanh hàng lông mày cau lại đầy bực bội và khó chịu. Thật quá đáng, mình đã nghe thấy hết rồi. Cô lén lút liếc mắt về phía tiểu tinh, trong lòng tràn đầy lo lắng và bất an, sự căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt phản ánh nỗi lo sợ không thể che giấu. Tiểu tinh, liệu cậu ấy có ổn không? Tiểu tinh cúi gằm mặt xuống dáng vẻ ủ rũ, như bị đè nén bởi nỗi buồn sâu thẳm. Cô bạn vô cùng buồn rầu thất vọng, làm cho bầu không khí xung quanh thêm phần nặng nề. Tiểu tinh bấu chặt tay cố gắng kìm nén cảm xúc, từng cơn sóng cảm xúc dâng trào nhưng không để lộ ra ngoài. Ánh mắt của cô đầy đồng cảm, cô tức giận đứng dậy nắm chặt tay, sự phẫn nộ không thể kìm nén được bộc lộ rõ ràng qua từng cử chỉ. Này, sao mấy người lại tùy tiện cười nhạo người khác thế? Mau xin lỗi đi. Mấy thanh niên kia hốt hoảng ngạc nhiên dừng chân lại. Tiểu tinh nắm chặt tay cô thì thầm ngăn cản, cố gắng làm dịu cơn giận dữ. Bỏ đi Niệm Niệm, tớ không sao. Bọn họ 3 đứa con trai, nếu đánh lộn thì phải làm sao? 3 thanh niên kia trừng mắt đe dọa, ánh mắt sắc lạnh như bọn bụi đời chợ rời. Con nhỏ lùn đáng ghét, mày hét với ai đấy hả? Cô không chịu bỏ cuộc, vẫn kiên định nhìn chằm chằm bọn chúng. Tiểu tinh không muốn gây ra thêm chút phiền phức nào. Niệm Niệm không sao đâu, chúng ta đi thôi. Bàn tay cô run rẩy vì cơn thịnh nộ dâng cao. 3 tên thanh niên hầm hồ gần giọng đe dọa không ngừng. Đáng ghét, mày dám trừng mắt với ông đây à? Muốn tìm cái chết hả? Tiểu tinh bỗng đứng dậy mạnh mẽ quyết liệt. Cô bạn hét lớn trong vô vàn cảm xúc, vốn dĩ chỉ muốn quan sát một cách văn minh, không muốn bốc đồng. Tiểu tinh hít một hơi thật sâu, sau đó xả một tràng mắng chửi không ngừng. Quan tâm tới tao như vậy, lẽ nào mày là con trai tao, hay là em trai của tao? Đáng ghét, đúng là nhiều chuyện, nhìn trông như mã quy giờ. Không quét thì cũng không biết là thứ gì, tao đen thì cũng là mẹ tao sinh ra, không giống như mày sinh ra ở đầu đường xó chợ, đầu lắp trên cổ chỉ là để ngắm thôi à. Bắn xong một tràng giáp, tiểu tinh chật lưỡi, được rồi, mày có thể cút đi rồi. Từ người tiểu tinh phát ra hơi lạnh sát khí đằng đằng, khiến bọn họ dùng mình khiếp sợ tự động rút lui. Bọn họ rén ngang hớt hải bỏ chạy, thần kinh à, cô nhìn tiểu tinh với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ đầy thán phục, ôi Dương tiểu tinh cậu quá ngầu rồi đó. Thế nhưng một giây sau tiểu tinh không gồng nổi nữa lăn nhào xuống đất, hu hu sợ chết đi được mẹ ơi. Tiểu tinh uống một hơi tu nước lấy lại tinh thần, cô ở bên lo lắng hỏi han, nè đỡ hơn chưa, còn chóng mặt nữa không? Tiểu tinh thở dài, không sao, không hỏm được đâu. Toang rồi, tiểu tinh trợn mắt hốt hoảng, cô bạn gào thét trong hối tiếc, rõ ràng suýt nữa đã thành công ngất không cần tham gia huấn luyện nữa rồi, bây giờ lại tỉnh táo rồi phải làm sao đây? Cô đứng bên cạnh cũng phải bó tay bất lực, cái cậu này thật là. Lát sau tiểu tinh nghiêm túc chân thành cất lời, Ngô Niệm Niệm cảm ơn nha. Cô mở to mắt cảm động, tiểu tinh giãi bày tâm sự thầm kín. Thực ra tớ bị người ta nói như vậy đã quen rồi. Tiểu tinh kể lại ký ức đen tối ấy, hồi nhỏ nam sinh còn đặt cho tớ một biệt danh là cá trạch đen, có lần trên TV lớp học xuất hiện cá trạch, bọn họ đều nhìn tớ cười đùa, mau nhìn đi là cá trạch đen kìa. Cô bạn thở dài mệt mỏi, lúc đầu tớ cũng để tâm buồn bã lẫn tức giận, nhưng sau đó bị trêu đùa nhiều rồi cũng thành quen, tớ không để ý nữa thậm chí còn cười nhạt, dù gì mọi người đều thích con gái trắng hơn mà, đó là điều không thể nào thay đổi được. Tiểu tinh cố mỉm cười hạnh phúc, vì vậy cậu không cần phải ra tay giúp đỡ tớ đâu. Cô gào to phản đối, không thể thế được. Nói rồi cô cúi mặt xuống cũng hoài niệm lại ký ức không đáng nhớ đến của bản thân. Lúc trung học tớ vì vết sẹo trên mặt mà bị vẽ thành hải tặc, truyền khắp lớp cười đùa. Bấy giờ nhớ lại tớ vẫn cảm thấy bọn họ là đồ đáng ghét, tớ hận không thể đánh hết bọn chúng một thể. Tiểu tinh lắng nghe cô tâm sự từ đầu đến cuối. Cô quá đau thương mà rơi nước mắt, loại chuyện bị người ta cười nhạo như thế này, làm sao có thể quên được. Tiểu tinh đồng cảm với cảm xúc ấy. Sau đó cô an ủi tiểu tinh, với cả tớ thấy cậu xinh cực kỳ luôn, nhất là đôi mắt của cậu, tiểu tinh cậu rõ ràng không đen chút nào, bọn họ đều phải đi khám mắt mới đúng. Tiểu tinh phì cười, đồ ngốc chảy cả nước mũi rồi kìa, mau lau sạch đi, cậu cũng rất đẹp nếu không khóc. Họ trò chuyện rôm rả suốt buổi chiều,
Có điều sẹo của cậu ở đâu, bên trái dưới cằm đâu đấy, đây này, cái gì vậy, căn bản không có nhìn thấy, sao có thể, cậu nên đi khám mắt đi, tớ thấy cậu mới nên đi đó đồ ngốc à. Một giọng nói thất thanh vang lên, làm không khí thêm phần căng thẳng và gây sự chú ý, thầy giáo hốt hoảng chạy đến, nét mặt đầy lo lắng và sự căng thẳng, thầy vội vàng hỏi han cố gắng thu thập thông tin, tìm hiểu rõ tình hình để có thể ứng phó kịp thời. Nam sinh ôm chặt chân, gương mặt hiện rõ sự đau đớn, mỗi cơn co thắt khiến anh bạn cảm nhận rõ ràng sự nhức nhối và khó chịu. Sao vậy, chân trái trẹo rồi, đau quá đi mất. Giáo quan đến để kiểm tra vết thương của nam sinh, vết thương sưng đỏ rõ rệt, với sự tỉ mỉ và chuyên môn trong từng động tác để đánh giá tình trạng và đưa ra hướng xử lý phù hợp, mắt cá chân sưng to quá phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện xem. Giáo quan Hàn Đông nỗ lực hết sức, cẩn thận dìu bạn học từng bước một, đảm bảo rằng mỗi bước đi đều vững chắc và an toàn. Chân trái đi được không? Chân phải cẩn thận chút, đừng động đậy lung tung. Một cuộc điện thoại gấp gáp vang lên. Alo, thầy Lưu, học sinh lớp thầy trẹo chân rồi, phiền lát nữa đến bệnh viện xem. Thầy Lưu gật gù, được, đến ngay đây. Học sinh nam trầm ngâm, ánh mắt suy tư, như đang chìm đắm trong những cảm xúc và suy nghĩ phức tạp. Học sinh nam ánh mắt chìm trong sự ân hận và day dứt, khi hồi tưởng về lần trước mình đã vô lễ và xúc phạm thầy giáo, cảm giác tội lỗi và sự ăn năn không ngừng xoay quanh tâm trí cậu, khiến từng phút giây trôi qua đều trở nên nặng nề và khó chịu. Vì vậy nam sinh nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói trầm thấp và chân thành, xin lỗi trong sự hối hận sâu sắc, mỗi lời xin lỗi như là một nỗ lực để xoa dịu nỗi ân hận và khôi phục lại sự tôn trọng mà anh đã lỡ làm tổn thương, giáo quan, chuyện lần trước em xin lỗi. Thế nhưng giáo quan sớm đã quên bén không để tâm chuyện đó, chuyện gì cơ? Học sinh nam xấu hổ dãy giụa, không có chuyện gì đâu ạ. Cô mỉm cười đầy mãn nguyện, như một fan hâm mộ của một cặp đôi yêu thích, sự hài lòng toát lên từ từng nụ cười của cô, ánh mắt cô ánh lên sự hạnh phúc, như thể mọi điều mong đợi của mình đã trở thành hiện thực, ôi ôm eo cơ đấy. Tiểu Tinh đứng bên cạnh, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc khó hiểu, như thể những gì đang diễn ra trước mắt khiến cô bạn cảm thấy khó lòng lý giải hoặc chấp nhận được. Cô lặng lẽ quan sát trong lòng đầy những câu hỏi, niệm niệm cậu cười thật là kỳ quái. Những nữ sinh bắt đầu cảm thấy xúc động, ánh mắt họ trở nên sáng lên, cảm giác vỡ lẽ và sự cảm động từ từ lan tỏa qua từng gương mặt. Khi họ nhận ra ý nghĩa sâu sắc và tình cảm chân thành đang hiện rõ trước mắt, các cậu không cảm thấy thực ra giáo quan rất tốt sao? Đúng vậy, chỉ là huấn luyện nghiêm khắc, lần trước còn cho bọn tớ nước đường đó nữa đó, đẹp trai quá, dáng cũng đẹp, ngoại trừ mặt lạnh như băng ra thì không có gì bàn cãi cả. Cô không thể kìm nén được cảm xúc, niềm hạnh phúc vỡ hòa trong cô như một cơn sóng lớn tràn ngập trái tim, nụ cười của cô trở nên rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng, hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, mọi người cuối cùng cũng thích giáo quan rồi. Tiếng còi vang lên, âm thanh sắc nét vang lên xuyên qua không gian tĩnh lặng, như một tín hiệu báo hiệu sự thay đổi lớn, nó sẽ tan bầu không khí im lìm, khiến mọi người ngay lập tức chú ý và cảm nhận được sự bất ngờ và sự căng thẳng sắp tới. Bên dưới, mời toàn thể giáo quan biểu diễn võ quân đội cho các giáo viên và học sinh. Các giáo quan biểu diễn một cách nghiêm túc, từng động tác và cử chỉ của họ đều toát lên sự chuyên nghiệp và tận tâm. Mỗi động tác đều được thực hiện với sự chú ý và chính xác, tạo nên một màn trình diễn đầy ấn tượng và trang nghiêm, phản ánh sự nghiêm túc trong việc truyền đạt kiến thức và giá trị. Mọi người hò reo cổ vũ nhiệt tình, âm thanh vang vọng và tràn đầy năng lượng lan tỏa khắp không gian, những tiếng hò hét và tiếng vỗ tay không ngừng tiếp thêm sức mạnh và sự hứng khởi cho các giáo quan, tạo nên một bầu không khí sôi động và đầy nhiệt huyết. Ôi trời ơi, ngầu quá đi mất, Tiểu Tinh rừng mà rằng, hừ, có sao? Các thầy vẫn đang hăng say biểu diễn, tay nắm chặt, đôi mắt rạng ngời đầy sự tập trung. Mỗi động tác của họ đều thể hiện sự tận tụy và đam mê, làm cho màn trình diễn trở nên cuốn hút và đầy sức sống. Dù không khí xung quanh rất sôi động, các thầy vẫn duy trì sự nghiêm túc và kỷ luật trong từng cử chỉ của mình. Nội tâm giáo quan gieo ca, ôi mẹ ơi, cô Lưu vậy mà lại nhìn mình. Ánh mắt anh đăm chiêu tự nhủ, không được, mình phải đánh thật ngầu hơn nữa để cô ấy nhìn thấy sức hút của mình. Anh đưa chân lên mạnh mẽ định làm màu thể hiện, nhưng Su Cà Na vì phút giây lơ đãng mà đá thẳng vào mặt Hàn Đông. Giáo quan khóc thét bối rối, lão Hàn xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu. Hàn Đông vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, được rồi đừng nói nữa, biểu diễn cho tốt. Nội tâm niệm niệm trầm ngâm, giáo quan lớp A14 có phải bất cẩn đá vào mặt giáo quan chúng ta rồi không? Sau giờ giải lao, giám quan Hàn Đông đang ngồi uống nước nghỉ ngơi. Cô Lưu tiến đến gọi tên, này giáo quan Hàn Đông, anh ngỡ ngàng bất ngờ, cô Lưu sơ hạ. Cô giáo cầm hộp y tế đến, ẻo thầy quả nhiên không để ý đến vết thương. Cô Lưu dặn dò kỹ lưỡng, đây là nước muối sinh lý và thuốc tiêm viêm. Giáo quan Hàn Đông trở nên ngượng ngùng đỏ mặt, cảm ơn tôi không sao, vết thương nhỏ thôi mà. Cô Lưu vừa bôi thuốc vừa trách móc, đẹp trai như vậy để lại sẹo thì phải làm sao, đúng thật là cũng không biết trân trọng một chút. Sát mặt lại gần đây, nội tâm trai thẳng giáo quan gào thét, ôi thơm quá. Khuôn mặt xinh đẹp ưu tú của cô Lưu làm động lòng người, đôi môi căng bóng quyến rũ. Giáo quan Hàn Đông ngượng nghịu quay mặt đi. Cô Lưu gào ầm lên như sư tử Hà Đông, này tôi đâu có làm gì anh nhắm mắt lại làm gì? Giáo quan Hàn Đông loạn xạ hỏi một đường trả lời một nẻo, viêm mũi thôi mà.
giọng nói đanh thép vang lên mạnh mẽ và dứt khoát, âm thanh của nó lấp đầy không gian như một chỉ thị không thể chối từ, khiến mọi người lập tức chú ý và cảm nhận được sức mạnh của từng lời nói. Ngày mai huấn luyện quân sự sẽ kết thúc, hôm nay là lần huấn luyện cuối cùng. Giáo quan Hàn Đông nghiêm túc hét lớn, chỉ huy bằng giọng điệu mạnh mẽ và đầy quyền lực, khiến mọi người phải chú ý và tuân theo lệnh. Mỗi hàng đi thẳng, tôi hô dừng mới được dừng. Tất cả mọi người đáp lại dõng dạc, tiếng nói đồng loạt vang lên, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm chung của tập thể. Rõ. Mọi người không phản đối hay kháng cự, thái độ này khiến Hàn giáo quan cảm thấy có chút lạ lẫm và không quen, như thể đã đi nhầm lớp học. Sự im lặng và đồng thuận của các học sinh làm dấy lên cảm giác bất an trong lòng anh, khiến anh phải tự hỏi liệu có điều gì sai sót trong cách tiếp cận của mình hay không. Sao hôm nay mấy đứa này tự nhiên tích cực như vậy? Các học sinh ở phía dưới xì xào bàn tán, những tiếng thì thầm và lời bàn luận không ngừng vang lên, tạo nên một không khí nhộn nhịp khiến không gian trở nên ồn ào và sôi động. Cậu có cảm thấy miếng băng dán trên mặt giáo quan không đúng lắm không? Không phải là nữ sinh tặng đấy chứ? Suỵt, trật tự, cậu muốn bị phạt nhảy cóc à? Dù hô vang rất uy nghiêm, nhưng băng dính dễ thương trên mặt của giáo quan lại hoàn toàn đối nghịch với lời nói đanh thép ấy, tạo nên một sự tương phản hài hước và bất ngờ. 1-2, 1-2. Âm thanh trò chuyện của cô Lưu thu hút sự chú ý của anh, khiến anh dồn mắt nhìn về phía cô, không thể rời mắt khỏi những gì đang diễn ra. Cảm giác như mỗi âm thanh đều chứa đựng một ý nghĩa quan trọng mà anh không muốn bỏ lỡ. Cô Lưu, tôi nói với cô này ba la ba la các kiểu. Vậy sao ha ha? Giáo quan Hàn Đông không thể rời mắt khỏi bóng lưng của cô Lưu. Ánh nhìn của anh đắm chìm trong từng cử động nhẹ nhàng của cô, như bị cuốn hút bởi một điều gì đó đầy bí ẩn và quyến rũ, khiến mỗi khoảnh khắc đều trở nên thật sự lôi cuốn. Niệm Niệm ngỡ ngàng khó hiểu, chuyện gì vậy? Giáo quan vẫn chưa hô dừng sao? Ánh mắt cô tràn đầy sự hoảng hốt và lo lắng, khiến mọi cảm xúc nội tâm của cô trở nên rõ ràng và chân thật. Toang rồi, cứ tiếp tục thế này. Cô nhìn về phía Lâm Tu nghiêm túc đẹp trai trước mặt làm cô bồn chồn. Cứ tiếp tục thế này mình sẽ đâm vào Lâm Tu mất. Cô nắm chặt tay cầu nguyện trong trạng thái đầy căng thẳng, từng hơi thở của cô đều lặng lẽ thể hiện sự lo lắng và hy vọng mãnh liệt, như đang gửi gắm mọi niềm tin và ước vọng vào từng lời cầu nguyện chân thành. Giáo quan mau hô dừng đi, khoan đã, hình như đụng phải cũng không tồi. À không đúng, mình không thể tùy tiện sơ múi người khác được. Âm thanh va phải bốc vang lên, cô mở mắt ra từ từ, cô thở dài không nào né tránh được kiếp nạn này, eo đụng phải rồi, thế nhưng người cô va phải là Vân Khởi. Anh nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh sự ấm áp và thân thiện, như một tia sáng dịu dàng làm bừng sáng không gian xung quanh, khiến mọi người cảm nhận được sự chân thành và dễ chịu từ nụ cười của anh. Đồ ngốc đi cũng không thẳng. Trái tim cô đập loạn xạ, từng nhịp đập nhanh và mạnh mẽ, như thể đang chạy đua với thời gian, phản ánh sự hồi hộp và căng thẳng đang bủa vây trong lòng cô. Vân Khởi. Mọi người cười loạn xạ, tiếng cười vang lên không ngớt, khiến không khí trở nên vui vẻ và sôi động khắp nơi. Ngô Niệm Niệm, chỉ có mình cậu đi lên phía trước thôi, những người khác đã sớm tự giác dừng lại rồi ha ha. Buổi tối hôm đó, Niệm Niệm cứ mãi trằn trọc suy tư. Cô nhớ lại Vân Khởi đã gọi mình là đồ ngốc. Trong lòng cô dậy sóng, kỳ lạ là lúc đó đứng quá gần hay sao? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Tiểu Tinh tiến lại gần hô to Ngô Niệm Niệm, cô giật mình té ngửa. A, Tiểu Tinh cậu làm cái gì vậy? Tiểu Tinh phân trần. Tớ đã gọi cậu mấy lần rồi cũng không để ý, không phải đang nhớ trai đấy chứ? Cô chột dạ. Sao, sao có thể, tớ đang học mà. Tiểu Tinh đưa hai chai mỹ phẩm hỏi, cậu xem, hai chai xịt chống nắng cái nào tốt hơn? Cô lựa chọn. Chắc bên trái đáng yêu hơn. Thế là họ cầm đồ mua đi thanh toán. Ừ, có điều cái này thực sự có tác dụng sao? Niệm Niệm với niềm tin vững chãi, mẹ tớ dùng suốt, thử xem nhất định sẽ trắng lên. Họ đi qua quán trang sức bên đường. Niệm Niệm, tiệm trang sức này cảm giác không tồi, hay là đi vào xem? Cô ngay lập tức đồng ý, được thôi. Họ cảm thán suýt xoa vô biên, nhiều trang sức quá đi mất, đẹp quá. Đôi mắt Niệm Niệm dừng lại bần thần. Cô quan sát vị giáo quan trước mặt, mặc trang phục giáo quan đeo khẩu trang kính râm, hóa trang như là mấy chị ninja. Người này thật khả nghi, cô để ý đến miếng dán đó lẽ nào là... Cô hét to lên làm anh giật mình, Hàn giáo quan. Cô khẳng định chắc nịch, quả nhiên là thầy. Tiểu Tinh chưa kịp phản ứng, không phải chứ. Giáo quan Hàn Đông không kém phần bất ngờ. Ngô Niệm Niệm, Dương Tiểu Tinh, giáo quan cố gắng lấy lại cảm xúc dò hỏi. Giọng điệu mang theo sự quan tâm và mong muốn hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại. Sao các em lại ở đây? Niệm Niệm thắc mắc trong bụng, sự tò mò và nghi ngờ lặng lẽ dâng lên, khiến cô không ngừng suy nghĩ và tự hỏi về những điều đang diễn ra xung quanh mình. Cái này nên là bọn em hỏi mới đúng. Tiểu Tinh thì thầm suy đoán. Những lời lẽ nhỏ nhẹ nhưng đầy nghi ngờ lướt qua môi, phản ánh những câu hỏi và giả thiết đang xoay quanh tâm trí. Thì ra Hàn giáo quan có sở thích này. Đầu Tiểu Tinh nảy số những kịch bản đầy kịch tính và gay cấn. Những tình huống căng thẳng và kịch liệt liên tục xuất hiện, khiến tâm trí cô không ngừng xoay vòng với những tưởng tượng đầy bất ngờ. Lẽ nào ban ngày thầy là giáo quan mặt lạnh như băng? Nhưng đêm đến thầy lại là ông trùm mặc đồ nữ mê động lòng người. Tiểu Tinh tự nghĩ tự cảm động, không ngờ giáo quan vẫn luôn che giấu kỹ như vậy, thầy ấy nhất định sẽ khổ sở nhỉ. Niệm Niệm ngơ ngác bất lực bó tay chấm com, ánh mắt cô hiện lên sự hoang mang không biết phải nói gì.
Chị Bảy à, cậu xem tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Cô quan sát kỹ lưỡng đã nhận ra điều gì đó quan trọng, những chi tiết nhỏ nhặt mà người khác có thể bỏ qua lại hiện rõ trước mắt cô, khiến cô hiểu rõ hơn về tình huống. Nơ bướm ư, nội tâm cô suy đoán, lẽ nào là tặng cho cô lưu sao? Giáo quan Hàn Đông đỏ mặt, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh, giọng nói ngập ngừng không thể trôi chảy, mỗi câu chữ đều bị ngắt quãng và lắp bắp, như thể anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn độn bên trong mình. Sự căng thẳng và xấu hổ làm cho lời nói của anh trở nên khó khăn và không mạch lạc. Tôi là đến. Cô hiểu được sự lúng túng thường tình này, quả nhiên đúng như mình nghĩ. Cô hiểu ý và nhanh chóng giúp thầy giải vây khỏi tình huống khó xử. Sự tinh tế và nhạy cảm của cô làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn. Hàn giáo quan chắc là muốn mang chút quà về tặng mẹ nhỉ? Giáo quan Hàn Đông bèn thuận theo chiều gió thoát một phen xí hổ. Đúng, tặng mẹ. Tiểu Tinh vẫn chưa hoàn toàn tin. Không phải, trông trẻ quá. Nghiệm nghiệm ra sức đưa gợi ý. Sao em cảm thấy có một kiểu mẹ thầy sẽ thích hơn? Giáo quan Hàn Đông trong phút chốc trở nên khờ khạo. Kiểu nào? Hôm sau, Tiểu Tinh đưa cho Niệm Niệm chai nước, cô thở hồng hộc, từng hơi thở nặng nhọc và gấp gáp, sự căng thẳng và mệt mỏi đã khiến cô không thể giữ bình tĩnh, làm cho nhịp thở của cô trở nên dồn dập và rõ rệt. Cảm ơn Tiểu Tinh an ủi cô, Niệm Niệm cậu uống đi, còn chưa chắc đến lượt cậu đâu. Cô vô cùng căng thẳng, không được rồi, căng thẳng quá, tớ không chạy một lát là khó chịu, cậu nhìn tớ nổi da gà này, nhưng mà điều mà Tiểu Tinh thực sự chú ý là, nhiều lông quá. Tiểu Tinh hoài niệm thắc mắc hỏi. Có điều cậu chắc chắn món quà đó thích hợp với mẹ của Hàn giáo quan chứ? Tớ cứ cảm thấy quá trẻ quá. Cô uống nước ừng ực bình thản đáp. Cậu yên tâm đi, tớ nhìn chuẩn không cần chỉnh. Tiếng bàn tán của mọi người vang lên. Mau xem, hot boy lớp ta bị con gái tìm đến kìa. Một cô gái bẽn lẽn rẻ rặt bước tới. Bạn học, xin hỏi có thể xin in tư được không? Tiểu Tinh vui vẻ hóng hớt thêm lời. Nghe nói trước đó đã có 5-6 cô gái xin in tư cậu ấy rồi. Hôm nay hình như còn là hot girl lớp 12. Cô bạn nữ kia tiến tới vuốt tóc dễ thương các kiểu. Lâm Tu né mình lùi ra phía sau. Đôi mắt Niệm Niệm mở to rồi cô đứng dậy. Tiểu Tinh, chúng ta đi mua que cay đi. Tiểu Tinh gật đầu ok la. Tiểu Tinh vừa đi vừa thắc mắc hỏi. Niệm Niệm, không phải buổi sáng mới ăn một túi sao? Kỷ lục cao nhất của tớ là một ngày 5 gói đó. Bên Lâm Tu, cô gái vẫn lì lợm đưa điện thoại ra ngỏ ý. Bạn học, tớ quét cậu hay là cậu quét tớ? Lâm Tu thờ ơ không khe, anh đứng dậy từ chối thẳng thừng. Xin lỗi, tôi không có điện thoại. Ấy vậy mà bạn nữ vẫn vui như gặp tiên. Không sao, trời ơi, nói chuyện được rồi, giọng cũng hay quá. Lâm Tu đi đến chỗ khác đọc sách, các bạn nam khác ghen tị đố kỵ, khẩu vị của nữ sinh bây giờ đúng là kỳ lạ. Đúng vậy, không hiểu một tiếng yếu ớt không chống đẩy nổi có gì mà tranh giành cơ chứ. Ánh mắt Vân Khởi lóe lên, Lâm Tu vẫn chìm đắm đọc sách không khe mọi người đang bàn tán. Thấy mọi người hào hứng bàn tán, Vân Khởi đứng ở bên cạnh ném chai nước vào sọt rác kêu cái rầm, mấy thanh niên im lặng rén ngang. Vân Khởi ra mặt oai phong, Lâm Tu cậu ta là năm thứ 2 nhỉ, các cậu năm ấy rồi. Hai thanh niên kia đứng hình cau có thầm nghĩ, thằng nhãi này mình có nói đến cậu ta đâu. Bọn họ bỏ đi trong tức tối, tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Móa Vân Khởi sao vậy, vừa rồi còn cười cười nói với chúng ta mà. Lâm Tu nhìn chằm chằm vào Vân Khởi, ánh mắt chất chứa biết ơn. Vân Khởi thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm mình, anh nạt lên phân trần. Tôi không phải là vì giúp cậu đâu, tôi chỉ là chê bọn họ quá nhiều chuyện thôi. Lâm Tu ngơ ngác dấu chấm hỏi to đùng, gì vậy hai ơi, tôi chưa nói gì mà. Vân Khởi tiếp tục bấm điện thoại cảm thán suýt xoa, có điều cậu cũng khá nhẫn nại đó. Ánh mắt Lâm Tu chất chứa nhiều ưu tư, nhẫn nại thì không phải, tôi chỉ cảm thấy không cần thiết để tâm thôi, không thì sẽ dây dưa không dứt, dù gì rất nhiều người đều đang đợi cậu, cho hắn một bạt tai để hắn tiện có cớ xử cậu. Vân Khởi ôm bụng cười phá lên, ha ha, không ngờ con người cậu nói chuyện cũng khá vui đó. Lâm Tu ngờ nghệch người ra, có cái gì để đáng cười à? Hai người họ bàn tán rôm rả, cuộc trò chuyện của họ tiếng nói vang lên không ngừng. Được rồi, tôi đưa cậu đi luyện tập. Luyện cái gì? Không phải cậu thích tiểu thuyết của Kim Dung sao? Tôi sẽ luyện cậu thành đại hiệp. Trước tiên bắt đầu với 10 lần gập bụng là được rồi. Lâm Tu thở dài, chúng ta hình như không thân đến như vậy. Những miếng dưa hấu lấp lánh thơm ngon mời bạn ăn nha, được bày biện một cách hấp dẫn cùng với lời thông báo, tạo nên một cảnh tượng vừa bắt mắt vừa lôi cuốn, khiến mọi người không khỏi cảm thấy hào hứng và thèm thuồng. Bây giờ bắt đầu hoạt động tranh giành dưa hấu. Giáo quan Hàn Đông tiếp tục cất giọng, thời gian tập huấn mọi người vất vả rồi, nhân tiện tôi cũng chọn ra các tuyển thủ lát nữa thi đẩy xe. Cô mở lời với lý lẽ từng câu từ được lựa chọn cẩn thận và diễn đạt rõ ràng. Vân Khởi, chắc anh biết anh trai phải nhường em gái chứ, thế nhưng Vân Khởi cũng không dễ dàng chịu thua, cố gắng bày biện lý do một cách chặt chẽ và thuyết phục, kiên trì bảo vệ quan điểm của mình và không ngừng đưa ra những lập luận, để củng cố lập trường. Niệm Niệm, vậy em không biết nam nữ bình đẳng sao? Bốn mắt họ nhìn nhau, tia sét dường như bùng nổ giữa hai người, không ai chịu nhường nhịn ai, người tám lạng kẻ nửa cân trong cuộc tranh luận, mỗi người đều quyết tâm giữ vững lập trường của mình, tạo nên một cuộc đối đầu gay gắt căng thẳng. Họ bắt đầu thách thức nhau, không khí trở nên căng thẳng và quyết liệt, từng lời nói đều như những đòn bẩy khẳng định bản thân và tranh giành ưu thế. Cược một ván đi, thắng thì trả lại chuyện đam mỹ cho em và mua giúp em một tuần báo,
thua thì giúp anh mang bữa sáng 5 ngày, thành giao lát nữa đừng quá khóc thảm. Ánh mắt Vân Khởi vô cùng sắc bén, thể hiện rõ rệt sự tự tin và chuẩn bị kỹ lưỡng trong từng động thái, khuôn mặt nghiêm nghị của Niệm Niệm không kém phần nghiêm trọng, mỗi đường nét trên gương mặt cô đều tỏ rõ sự tập trung và căng thẳng, như thể cô đang lắng nghe từng chi tiết một cách chăm chú và nghiêm túc. Giáo quan hô lên được rồi, chuẩn bị bắt đầu giành dưa hấu. Giáo quan hô to, bắt đầu. Hai người họ đã đấu đá tay, hành động nhanh như chớp để giành lấy miếng dưa hấu, từng cử chỉ đều đầy quyết liệt và mạnh mẽ. Không khứa nào chịu thua khứa nào trong cuộc tranh giành kịch tính này, bạn bè xung quanh cũng phải trầm trồ. Sự kịch tính trong cuộc tranh giành khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên và thán phục, ánh mắt của họ không thể rời khỏi cuộc đấu đá gay cấn hào hứng này. Móa ơi, hai người này nhanh quá, gì mà đấu đá dữ dằn vậy trời. Miếng dưa hấu bay lên không trung lơ lửng giữa hai người, ánh mắt của cả hai chăm chú nhìn đầy căng thẳng, như thể mỗi người đều cảm nhận được sự quan trọng của từng khoảnh khắc trong cuộc tranh giành quyết liệt này. Niệm Niệm nhảy lên vươn tay để nắm bắt cơ hội vàng. Sự nhanh nhạy và quyết đoán của cô làm cho mọi người xung quanh phải trầm trồ, từng động tác đều chính xác và đầy quyết tâm không để lỡ cơ hội hiếm hoi này. Cô giơ tay lên cao với niềm vui phấn khởi, chuyện tranh chị đến đây, nhưng bàn tay của Vân Khởi đã ấn đầu cô xuống một cách phũ phàng, và anh đã nhanh chóng bắt được miếng dưa hấu đó. Nụ cười trên môi cô dập tắt, Vân Khởi vui vẻ thưởng thức miếng dưa hấu một cách ngon lành, anh còn không quên ghẹo cô, ha ha, nhảy lên cũng không thắng được đầu gối của anh, khát chết đi được, ngon quá, cô tức xì khói không nuốt nổi cục tức này. Vân Khởi, tên nhóc nhà anh dám ấn đầu em, đáng ghét quá đi mất. Trong lớp bạn nam đều nhường cho bạn nữ, ngoại trừ cô là không có. Có một bạn nam nữa không giành lại Lâm Tu nên cũng không có. Lâm Tu bất ngờ nhường dưa hấu cho cô. Niệm Niệm, cậu ăn đi, cô xua tay xấu hổ từ chối. Không cần đâu. Lâm Tu vẫn đặt xuống tay cô nhẹ nhàng. Tớ không đói, cô hạnh phúc vô ngần, cảm ơn nha. Nhưng chưa sĩ quá một giây thì bụng anh kêu lên tiếng đói bụng ọc ọc. Ngại ngùng quá cô tách nửa miếng dưa hấu ra. Xin lỗi, tớ đưa nửa chưa ăn cho cậu. Lâm Tu bối rối ngượng nghịu, không, tớ không sao. Ngứa mặt quá, Vân Khởi nhét luôn miếng dưa hấu vào miệng Lâm Tu, tôi no rồi, ăn của tôi đi. Lâm Tu dãy đành đạch, nam nam thụ thụ bất thân. Vân Khởi cười sảng khoái, đừng khách sáo với bố cậu. Trái tim thiếu nữ của cô lại nở hoa rộn ràng, chạm vào rồi he he. Tiểu Tinh liếc mắt nhìn đánh giá, Niệm Niệm cậu cười đen tối quá đi mất. Giáo quan đứng nghiêm túc trịnh trọng, tiếp theo tuyên bố danh sách tham gia thi đấu. Vương Tiểu Minh, Lý Tiểu Hồng. Cặp đôi tiếp theo bị gọi tên là Ngô Niệm Niệm, Vân Khởi, Lâm Tu, Dương Tiểu Tinh cũng không thoát nạn. Tiểu Tinh gào lên muốn cắn người, Hàn giáo quan thầy muốn thua như vậy sao, em là người non nhất đấy, Niệm Niệm phải cố gắng cản cô bạn lại. Lâm Tu cũng phản đối kịch liệt, giáo quan đừng làm việc bốc đồng, em tự nguyện nhường danh sách, chỉ có Vân Khởi vui vẻ tự tin, xí chuyện nhỏ. Giáo quan Hàn đồng lý giải quyết định của mình, thực ra kết quả không quan trọng, các em có thể nghiêm túc hoàn thành huấn luyện là đủ rồi, hơn nữa mỗi người tuy có điểm yếu nhưng cũng có điểm mạnh. Niệm Niệm sức bền kém nhưng sức lực bùng nổ mạnh lắm, Lâm Tu không có sức lực nhưng rất linh hoạt, Tiểu Tinh đúng là non nhất nhưng lần này em không lên, sau này e là không có cơ hội tham gia thi đấu nữa đâu. Giáo quan nhấn mạnh, hợp tác đoàn kết vận động thi đấu cùng bạn học là trải nghiệm rất quý giá, hy vọng các em trân trọng cơ hội này. Tiểu Tinh đành chật lưỡi, thôi được rồi, Lâm Tu cũng chấp nhận, cảm ơn giáo quan. Đột nhiên con ong nhỏ nhỏ xinh xinh xuất hiện, tìm đến những miếng dưa hấu thơm ngon, hiện trường hỗn loạn toàn tiếng hét, ong, ong vò vẽ. Mọi người chạy tá hóa tám hướng, con ong to quá, mẹ ơi đến phía tôi rồi. Cô Lưu cũng vô cùng sợ hãi nắm chặt tay, cô chạy đi nhưng lại vấp ngã vào người giáo quan Hàn Đông, cảnh tượng ngọt ngào làm quần chúng ăn dưa được bổ mắt. Cả hai nhìn nhau đỏ mắt xấu hổ, cô Lưu đứng dậy quay mặt đi ngại ngùng. Xin lỗi tôi không cố ý, giáo quan Hàn Đông cũng bối rối đáp lời không sao. Sau đó Vân Khởi mỉm cười tiến đến tưởng bở, Niệm Niệm em tìm anh là đặc biệt xin lỗi cục u trên đầu anh sao? Cô mỉm cười lấp lánh tràn đầy hy vọng, em có một việc muốn nhờ anh. Tiếng bàn tán xôn xao rôm rả và náo động của học sinh ồ lên, không khí tràn ngập sự hứng khởi và vui vẻ, tạo nên một cảnh tượng sống động và đầy sức sống, làm cho không gian trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Nghe nói chưa, cuộc thi đẩy xe giữa lớp A2 Hỏa Tiễn và lớp A14 thể lực rất mạnh sắp bắt đầu rồi. Họ say sưa bàn tán những cuộc trao đổi sôi nổi không ngừng, mỗi người đều phấn khích chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Cái gì cơ, lớp Hỏa Tiễn đó không phải thua rồi sao? Đi đi, chúng ta đi hóng chuyện vui. Lúc này cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bàn tay và chân cô liên tục được xoa bóp để tìm sự an ủi, mỗi động tác như một cách để làm dịu những cơn sóng lo lắng đang dâng trào trong lòng, sự lo lắng hiện rõ trong từng cử chỉ, tạo nên một hình ảnh vừa kiên nhẫn vừa lúng túng. Tiêu rồi nhiều người xem như vậy sao? Tiểu Tinh bên cạnh cầu nguyện trao trọn tất cả cho tâm linh, chuyện gì khó có ta rót lo, toang rồi, vận may hôm nay của tớ chỉ có 3 sao. Niệm Niệm kéo cô bạn dậy vực lên mạnh mẽ tinh thần, mỗi động tác của cô đều tràn đầy năng lượng và quyết tâm, như một luồng sức mạnh tươi mới, giúp Tiểu Tinh lấy lại sự tự tin. Tạo nên một nguồn động viên mạnh mẽ giữa lúc căng thẳng, Tiểu Tinh mau dậy khởi động đi, Tiểu Tinh vẫn đắm chìm trong tuyệt vọng như một hố sâu không thấy đáy,
Cảm giác bất lực và buồn bã bao trùm lên từng suy nghĩ của cô, khiến Tiểu Tinh không thể thoát ra khỏi sự u ám và nỗi thất vọng đang chiếm lĩnh tâm trí. Thua rồi chúng ta thua chắc rồi. Cô dùng hết nước bọt nguyên ngăn, từng câu chữ được nói ra như được trút hết mọi cảm xúc và sự cố gắng. Sự nỗ lực của cô hiện rõ qua từng lời nói. Đừng có mê tín dị đoan nữa hai ơi, làm theo lời tớ là được. Vân Khởi đăm chiêu nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự suy tư sâu sắc và một chút lo lắng, như thể đang cố gắng giải mã những cảm xúc và ý nghĩa ẩn sau từng cử chỉ và lời nói của cô. Anh chăn trở nội tâm, mỗi suy nghĩ đều xoay quanh không ngừng tìm kiếm con đường đúng đắn trong sự lưỡng lự, thực sự phải làm như vậy sao? Nhưng như vậy thực sự tốt sao? Thầy giám thị vươn tay hô to, bên dưới, cuộc thi đẩy xe của lớp A2 và lớp A14 chuẩn bị bắt đầu, mời các tuyển thủ tập hợp. Cô thở dốc cố gắng kiểm soát nỗi bất an bình tĩnh lại, cô dẫn đầu với quyết tâm bùng nổ, tới đi. Thầy giáo căn dặn kỹ càng, mọi người nhớ rõ hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai, bầu không khí được làm nóng lên hơn bao giờ hết, cạnh tranh văn minh thắng thua lịch sự. Giáo quan lớp A14 kiêu ngạo đầy tự tin chiến thắng, lão Hàn, đến lúc đó thua đừng quá khóc thảm đấy. Giáo quan Hàn Đông vẫn cười tít mắt và nhen nhóm lời thách thức, ai khóc còn chưa biết đâu. Giáo quan lớp A14 vô cùng ngạc nhiên lùi người về phía sau ngơ ngác, vãi cậu ta vậy mà lại cười tươi như vậy, lẽ nào nào có vũ khí bí mật gì đó. Thầy giám thị cầm mic hô vang, tôi nhấn mạnh lại quy tắc cuộc thi lần cuối, chạy 50m tổng cộng 3 nhóm, mỗi nhóm 2 người, nhóm thứ nhất chạy hết 50m thì nhóm thứ hai chạy tiếp sức về vạch xuất phát, sau khi nhóm thứ hai chạy về vạch xuất phát, nhóm thứ ba chạy tiếp sức về đích, tay ai qua vạch đích trước thì thắng. Thầy giám thị cất giọng đanh thép cứng rắn, đều hiểu rồi chứ, các tuyển thủ đồng thanh đáp, rõ, thầy giám thị hài lòng hạ tông giọng xuống, vậy thì các em chuẩn bị. Thầy giám thị vừa cất lời bắt đầu, mọi người nhiệt tình ủng hộ động viên tinh thần, cố lên, cặp đôi Vân Khởi và Lâm Tu đã sẵn sàng chiến đấu, họ lao vút về phía trước trong tiếng cảm thán ngưỡng mộ của quần chúng, nhanh quá đi mất lớp A2 chúng ta dẫn trước cả đoàn lớn, không hổ là Vân Khởi và Lâm Tu, cô gái bấm bụng suy tư, có điều tư thế này hơi mờ ám nhỉ. Sau khi hoàn thành Vân Khởi hướng về phía đồng đội nhắc nhở dặn dò, được rồi các cậu mau lên đi. Thầy giám thị mở to mắt tuyên bố, mở đầu đã lật ngược tình thế rồi. Mọi người ở lớp A2 vô cùng vui vẻ và phấn chấn, nhiệt tình cổ vũ với sự hào hứng không ngớt, tiếng hò reo và sự cổ vũ của họ làm cho không khí trở nên sôi động và tràn đầy năng lượng, khiến tất cả đều cảm nhận được sự vui vẻ lan tỏa khắp nơi, cố lên A2 mãi đỉnh. Tiếng thầy giám thị bình luận lại vang lên, không ngờ lớp A2 trực tiếp vượt hơn mười mấy mét, lớp A14 còn chưa bắt đầu chuyển giao. Tiếng la hét chưa bao giờ ngớt, cố lên, có lẽ thực sự xảy ra kỳ tích lớp hỏa tiễn chiến thắng lớp thể dục rồi, Lâm Tu và Vân Khởi cúi người lau mồ hôi với hơi thở dồn dập, Vân Khởi đứng sừng sững bất an, ấy đợi đã, đó là, giọng thầy giám thì lại văng lên, đó là át chủ bài học sinh thể dục lớp A14, nhanh quá sắp đuổi kịp rồi, oh my god bọn họ nhanh như tên lửa đã vượt qua rồi. Lớp A14 vượt qua với tốc độ tên lửa cùng nụ cười khinh khỉnh, hơn nữa trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách rất lớn. Tiếng vang của thầy giám thị áp đảo không gian, đây chính là thực lực của học sinh thể dục sao, lớp A2 gặp nguy rồi. Cả nhà yêu comment đoán xem lớp nào sẽ giành chiến thắng nè.